Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trong video ngày hôm nay, mình muốn nói về những cái thói quen tư duy đã giúp mình sống tinh tâm hơn cũng như là tích cực hơn. Và mình hy vọng rằng là chúng cũng sẽ giúp ích cho mọi người. Và để bắt đầu video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ một cái câu viết của tác giả David Goggins trong cuốn sách Can't Hurt Me mà mình đã tạm dịch sang tiếng Việt, đấy chính là: mọi thứ trong cuộc đời này đều đơn thuần là một cuộc chiến về suy nghĩ và tư tưởng. Bất cứ khi nào chúng ta chấp nhận bị xô ngã và đánh gục bởi những khó khăn và bi kịch, dù lớn hay bé, chúng ta đang vô tình quên đi rằng dù mình có đang khổ sở như thế nào, dù những vết thương này có đau đớn bao nhiêu, tất cả những thứ tồi tệ đều sẽ kết thúc. Câu nói này thực sự đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chúng ta thường xuyên quan tâm tới trạng thái tinh thần cũng như là chăm sóc đầu óc của mình, để từ đó thì chúng ta có thể quan tâm tốt hơn đến mọi thứ còn lại ở xung quanh. Và điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người đấy chính là đừng để cho hoàn cảnh của bạn định nghĩa bạn là ai, bạn là người như thế nào. Thì trong một cái cuốn sách có tên là Man's Search for Meaning, hay còn có tựa đề tiếng Việt là Đi tìm lẽ sống của tác giả Viktor Frankl, là một cái cuốn sách dựa trên câu chuyện có thật của chính tác giả, là người đã dành một cái khoảng thời gian dài ở trại tập trung của Đức Quốc xã trong những năm Thế chiến thế giới thứ hai. Thì ông có nói rằng có một khoảng trống nằm giữa tác nhân kích thích và sự phản ứng. Ở đó chúng ta có sức mạnh để lựa chọn thái độ của mình với những hoàn cảnh bên ngoài, và nền tảng quyết định sự phản ứng đấy chính là sự trưởng thành và sự tự do của chúng ta. Đơn giản chúng ta có thể hiểu đấy chính là hãy chỉ kiểm soát những thứ mà chúng ta thực sự có thể và chịu buông bỏ những thứ mà vốn dĩ chúng ta không thể. Bởi vì cuộc sống vốn dĩ nó đã là như thế và đang là như thế và sẽ là như thế. Đôi khi nó rất là tốt đẹp, có lợi cho mình, nhưng cũng sẽ có những lúc mà nó thực sự kiểu ghì ta xuống ấy. Và đôi khi là sâu đến cái mức mà khiến cho chúng ta cảm thấy như là mình chẳng thể nào mà ngóc đầu dậy được. Và đó là cái lẽ thường mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát. Nhưng có một cái thực tế mà chúng ta có thể thay đổi, đấy chính là chính bản thân mình. Tương tự như khi chúng ta chơi bài thì chúng ta sẽ không biết chắc được là mình sẽ được chia những cái lá bài như thế nào. Và cái bước đầu tiên đấy thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự may mắn. Ví dụ như mà khi chúng ta chơi tiền lên ấy, thì có những người cực may thì sẽ có nhiều con hai, có những người may vừa thì sẽ không có hai nhưng mà lại có nhiều bộ, còn có những người xui thì sẽ chỉ có những cái lá lẻ. Nhưng cái bước thứ hai mà là cái bước quan trọng hơn, đấy chính là cách mà chúng ta nhìn nhận, chúng ta sử dụng và chơi những cái lá bài mà mình đang có. Và đấy chính là cái hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Viktor cũng có nói, khi chúng ta không còn khả năng thay đổi hoàn cảnh, như mắc phải căn bệnh nan y, chẳng hạn ung thư giai đoạn cuối, nghĩa là chúng ta đang được thử thách để thay đổi chính mình. Người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều: sự tự do. Sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và sự tự do lựa chọn hướng đi của mình. Đừng để cho những cái giá trị cũng như là con người thật sự của bạn đầu hàng cho những cái tác nhân bên ngoài. Đặc biệt là khi nói đến hoàn cảnh hiện tại, mọi người đều đang phải trải qua rất là nhiều khó khăn do dịch bệnh, thì sức mạnh nội tại này, tinh thần, tư tưởng, niềm tin ở bản thân cũng như là hy vọng vào tương lai là những thứ mà đang thúc đẩy chúng ta tiếp tục cố gắng và tiến lên. Dù cho cuộc sống còn ném vào mình biết bao nhiêu là thứ tích cực hay là tiêu cực, hay là đã, đang và sẽ nén mình dưới vô vàn những cái áp lực. Và điều thứ hai mình muốn chia sẻ đấy chính là bạn cần phải hít vào để có thể thở ra. Tất nhiên là bạn có thể hoàn toàn đơn thuần chỉ có thở ra không, kiểu nhưng mà bạn không thể nào làm thế mãi được, bởi vì dần dần ấy, nếu mà không hít vào ấy thì you die. Và ở đây nó có nghĩa là gì? Đấy chính là bạn cho phép mình được cân bằng. Đôi lúc hãy cho mình tách khỏi những cái bộn bề của cuộc sống, biến mất khỏi đám đông, bỏ trốn vào thiên nhiên, và dành trọn vẹn cái khoảng thời gian ở một mình và cho những cái sở thích cá nhân. Thay vì cảm thấy tội lỗi hay là cảm thấy lười biếng vì mình đang không làm việc hay là mình đang không tiếp tục chạy đua, thì bạn cần phải biết rằng những cái thứ đó, những cái việc đó, nó sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều nguồn động lực để bạn có thể yêu thêm công việc của mình cũng như là cuộc sống của mình. Và đơn giản là bạn chỉ đang cố gắng để hít thở. Và ngay bây giờ hãy tạm dừng video này, dành cho mình 3 giây để có thể hít vào và thở ra. Và điều thứ ba đấy chính là hãy làm cổ động viên nhiệt tình nhất của chính mình. Mình biết đôi khi chúng ta sẽ là những kẻ chỉ trích bản thân nhiều nhất, nhưng đồng thời chúng ta vẫn có thể là người fan trung thành nhất của mình. Giống như những cổ động viên ấy, thì dù cho có thắng hay là thua thì họ vẫn sẽ không bỏ giữa chừng và vẫn sẽ tiếp tục cổ vũ cho đội nhà. Thì cũng tương tự, chúng ta vẫn sẽ không bỏ rơi mình dù cho chúng ta chưa chạm tới hay là chưa ở được cái nơi mà chúng ta muốn. Dù cho nắng mưa hay là dù cho thành công hay thất bại thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục ở đấy vì chính mình. Bạn biết không, tình yêu vô điều kiện dễ dàng nhất, đấy chính là tình yêu mà chúng ta trao cho chính bản thân mình. Điều tiếp theo, đấy chính là hãy biết quản lý cái cách suy nghĩ quá rạch ròi của chúng ta, rằng mọi thứ trên thế giới này chỉ có trắng và đen mà không có xám ở giữa. Chúng ta dễ nhìn nhận mọi sự việc theo cách như thế vì trong cuộc sống thường ngày thì chúng ta đã quá quen với những cái khái niệm đối lập như là sáng và tối này, mặt trăng với mặt trời, nóng với lạnh, nắng với mưa, tốt với xấu, thiện với ác, thiên thần và ác quỷ, kể cả hít vào và thở ra. Bạn không thể nào có thứ này nếu như thứ còn lại không tồn tại. Cũng giống như việc bạn không thể chỉ trải qua những cái điều tốt đẹp, những cái điều tích cực mà không phải trải nghiệm những cái điều tiêu cực. Trong vài trường hợp thì việc suy nghĩ được hai mặt của vấn đề như thế nó sẽ có ích cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ luôn luôn cố chấp vận hành bản thân ở hai đầu thái cực như thế thì nó sẽ rất là mệt. Mệt thật sự, mệt vô cùng luôn ấy. Nhưng khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta sẽ chỉ nghĩ là chúng tệ. Chúng ta thu hẹp nhận thức của mình lại và chỉ tập trung vào những cái mặt xấu, những cái mặt tiêu cực của chúng. Nhưng kể từ bây giờ, hãy cố gắng rèn luyện cho mình một cái nhìn cởi mở hơn, rằng một màu thì cũng có nhiều sắc độ của nó. Ví dụ như là có xám đậm này, xám nhạt, xám tro, xám lông chuột, đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ rượu, vân vân và mây mây. Thì cái việc suy nghĩ như thế cũng sẽ giúp cho chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Hơn thế nữa thì việc nhận thức được cái sự tồn tại tương đối của hai cái thái cực đấy cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một cái nhìn trung lập hơn, bao dung hơn, ít phán xét hơn đối với những người khác, kể cả những người đã từng làm tổn thương mình. Điều thứ 5 đấy chính là hãy trân trọng và yêu thương những cái khoảng thời gian ở một mình. Đôi lúc thì chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái suy nghĩ chán chường, cái cảm giác cô đơn và buồn rầu vì chỉ có một mình, phải ăn một mình, xem phim một mình, khóc một mình, cười một mình và không nhắn tin, không gọi điện, không tụ tập hay là hội hè với bạn bè. Nhưng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng đấy chính là cái khoảng thời gian quý giá và cần thiết cho bản thân để được riêng tư, để được tự do suy nghĩ, để học cách tận hưởng cũng như là đối mặt với những cái cảm xúc và giải quyết vấn đề một mình. Ví dụ với cá nhân mình ấy thì thi thoảng mình sẽ tắt đèn và ngồi trong phòng một mình. Đúng nghĩa đen là chỉ có mỗi mình thôi, không bật nhà, không gì hết. Và mình sẽ làm một cái chuyến du hành vào bên trong mình để biết rằng là mình đang thực sự nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào và mình đang cần điều gì ở cái thời điểm đấy. Và khi bước ra khỏi cái hành trình đấy thì mình sẽ dễ dàng lựa chọn hành động theo những thứ quan trọng mà mình đã nhìn nhận ra được. Theo thời gian ấy thì mình cũng trở nên cực kỳ thoải mái với cái sự yên lặng cả bên trong lẫn bên ngoài. Và hãy thử làm như mình vài lần và mình tin rằng là nó sẽ giúp cho bạn tĩnh tâm hơn. Và đặc biệt hơn cả là bạn có thể nhìn ra được con người thật của mình, chứ không phải là cái tôi, cái ego đơn thuần khi mà bạn ở trạng thái động. Một nữ ca nhạc sĩ người Mỹ tên là Margaret Young có từng nói rằng Often people attempt to live their lives backwards. They try to have more things or more money in order to do more of what they want so that they will be happier. The way it actually works is the reverse. You must first be who you really are, then do what you need to do in order to have what you want. Và điều thứ 6 cũng là điều cuối cùng, đấy chính là chúng ta hãy theo đuổi ý nghĩa hơn là theo đuổi sự hạnh phúc. Ngày trước thì mình luôn muốn mình vui, mình hạnh phúc, mình tự hào về bản thân. Nhưng dần dần thì mình nhận ra rằng đó là cái cảm xúc mà mình rất khó để nắm giữ vì nó nhanh và nó ngắn ngủi, nó chỉ tồn tại ở một cái khoảnh khắc nào đấy. Ngay lúc này thì mình có thể vui, mình có thể hưng phấn, mình có thể hạnh phúc, nhưng chỉ còn vài giây sau đó thì mình có thể không còn như thế nữa. Và mình nhận thức được rằng đó thực ra chỉ là cảm giác của cái tôi mà mình không nên quá hám ảnh với nó. Quan trọng hơn đấy chính là chúng ta nhận thức được rằng điều gì thực sự có ý nghĩa với mình, chỉ duy nhất mình, đối với riêng mình mà thôi, mà không phải là cái ý nghĩa bị san sẻ với những người khác. Những khó khăn đến với chúng ta ấy thì là đều có lý do của chúng. Chúng dạy cho chúng ta những cái bài học và giúp cho chúng ta nhận ra ít nhất là một điều gì đó mà chúng ta chưa từng biết trước đây. Tâm trí của chúng ta sẽ không còn nhìn thấy hy vọng sau những cái thất bại, sau những cái tổn thương, sau những cái đau đớn. Nhưng bạn biết không, cái giây phút mà chúng ta sẵn sàng để hy vọng lần nữa ấy, thì đó cũng chính là lúc mà chúng ta tìm thấy hy vọng. Điều đó không có nghĩa rằng là những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái nỗi đau của chúng ta nó sẽ ít đi theo thời gian, mà thay vào đó là cái sức mạnh bên trong của chúng ta nó sẽ được nuôi lớn, giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cũng giống như những cái hạt giống ấy, thì chúng phải được lấp sâu vào dưới bùn đất để có thể nảy mầm. Và cây cối hay là hoa cỏ nó cũng cần có thời gian, có thời điểm riêng để đưa hoa kết trái, nên là cũng đừng so sánh mình với người khác. Hãy nhớ rằng everything is happening for us, not to us. Và để kết thúc video ngày hôm nay thì mình muốn mình cùng mọi người hãy dành cho chúng ta một cái ôm thật là ấm áp và những cái vỗ vai động viên, vì chúng ta đã không ngừng cố gắng, đã không bỏ cuộc suốt cái khoảng thời gian qua. Và mình hy vọng rằng là sau video này thì mọi người sẽ luôn luôn cố gắng duy trạng thái như thế này thay vì như thế này nhé. Và nếu như bạn thích video này thì cũng đừng quên bình luận ở bên dưới cho mình biết, cũng như là like, share hay là subscribe kênh của mình để đón xem những video trong thời gian sắp tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.